Xin kính chào quý vị và các bạn. Lực lượng chức năng mở đợt cao điểm thực hiện chủ đề năm an toàn giao thông 2019, an toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô, xe máy. Cảnh báo nguy cơ mất an toàn giao thông từ các phương tiện lắp thêm đèn chiếu sáng sẽ là hai nội dung chính được đề cập trong chương trình an toàn giao thông 24 giờ hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia về chủ đề năm an toàn giao thông 2019, tại hội nghị trực tuyến tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2018, hiện các lực lượng chức năng của tỉnh đang triển khai các giải pháp tập trung đảm bảo an toàn cho hành khách tham gia vận tải bằng ô tô khách và người đi mô tô, xe gắn máy. Thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và lễ hội xuân 2019, Công an tỉnh, Thanh tra Giao thông sẽ mở đợt cao điểm kiểm tra hoạt động vận tải khách bằng ô tô, chấn chỉnh tình trạng xe chạy không đúng luồng, tuyến, xe hợp đồng chở quá số người, không đảm bảo điều kiện an toàn kỹ thuật. Ngoài ra, phối hợp với công an các huyện tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm đối với người đi mô tô, xe máy, không đội mũ bảo hiểm, sử dụng rượu bia tham gia giao thông. Vào lúc 16 giờ 33 phút chiều qua, tại lối đi tự mở qua đường sắt thuộc khu gian Bỉm Sơn, xe ô tô 7 chỗ đã cố tình vượt qua đường sắt đã bị tàu SE6 đâm phải. Hậu quả làm 3 người trên xe ô tô bị thương nặng. Vị trí xảy ra tai nạn là lối đi tự mở. Mặc dù lối đi này đã được ngành đường sắt, Ban An toàn Giao thông tỉnh có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân thị xã Bỉm Sơn đề nghị chỉ đạo phường Bắc Sơn rào thu hẹp lối đi tự mở này, nhưng địa phương vẫn chưa thực hiện. Thực hiện quyết định số 06 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về tổ chức và quản lý hoạt động thí điểm xe điện 4 bánh vận chuyển khách trên địa bàn thành phố Sầm Sơn cho năm 2018, công ty trách nhiệm hữu hạn Thương binh 27 tháng 7 Chiến thắng đã hoàn thành thay thế mới 40% số xe điện cũ của công ty theo đúng lộ trình quy định. Hiện công ty đang đầu tư thêm xe mới, tiếp tục thực hiện kiểm định phương tiện, phấn đấu khai trương du lịch hè Sầm Sơn 2019 sẽ hoàn thành thay thế toàn bộ 60% số xe cũ còn lại, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật hoạt động, phục vụ tốt nhu cầu tham quan cho du khách. Thưa quý vị và các bạn, với lý do như tăng cường chiếu sáng khi tham gia trên các tuyến đường không có đèn đường, xe nguyên bản có hệ thống chiếu sáng không cao khiến tầm nhìn hạn chế, nên hiện nay nhiều người đã tự lắp thêm đèn chiếu sáng có cường độ cao so với thiết kế của xe. Việc tùy tiện lắp thêm đèn chiếu sáng này lại đang gây nguy hiểm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn cho người và phương tiện khác tham gia giao thông trên đường. Hiện nay, không chỉ có xe ô tô mà xe máy, xe điện cũng được người sử dụng lắp thêm đèn chiếu sáng cường độ lớn khi tham gia giao thông vào ban đêm. Nhiều chủ xe còn chế để lắp thêm ở trước và sau xe, thậm chí lắp trên cả thùng không đúng với thiết kế của xe. Việc sử dụng quá nhiều đèn chiếu sáng cường độ lớn khi tham gia giao thông đã làm cho các phương tiện khác đi ngược chiều, bị lóa, dễ dẫn đến xảy ra tai nạn giao thông. Ban tối thì bọn tôi đi gặp rất nhiều trên đường. Xe họ lắp cái đèn LED, đèn chiếu sáng, đèn phụ đấy. Mà thậm chí bọn tôi đi ngược chiều là rất khó đi. Trước tình trạng trên, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã có công văn số 474 yêu cầu Cục Đăng kiểm Việt Nam và các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tăng cường kiểm soát đăng kiểm đối với phương tiện lắp thêm đèn chiếu sáng có cường độ lớn, không đúng thiết kế của nhà sản xuất. Theo đó, thời gian qua, nhiều trung tâm đăng kiểm đã từ chối kiểm định đối với các phương tiện sử dụng đèn chế. Trung tâm đã kiểm soát rất chặt về cái việc lắp thêm thiết bị điện hoặc tự ý lắp thêm các đèn chiếu sáng phía trước, phía sau. Nhưng khi đi kiểm định xong, đạt kết quả về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường thì ra ngoài đường thì phương tiện cũng có nhiều phương tiện tự ý lắp thêm thì trung tâm cũng không kiểm soát được. Nghị định 46 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ quy định cá nhân xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng và các loại xe tương tự xe ô tô tự ý thay đổi kết cấu xe, trong đó bao gồm cả lỗi thay đổi hệ thống đèn sẽ bị phạt tiền từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng. Và với tổ chức là từ 12 triệu đồng đến 16 triệu đồng. Tuy nhiên, lỗi vi phạm này, hiện nay lực lượng chức năng cũng chưa thường xuyên xử lý lái xe, chủ xe, nên vẫn xảy ra vi phạm phổ biến. Chuyên mục An toàn Giao thông 24 giờ xin được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình An toàn Giao thông 24 giờ trên website của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.